đường nhanh cho các bạn về dòng Signo Zenith DS2419+. Hiện tại dòng này có 12 khay gắn ổ cứng và mỗi khay có khả năng gắn ổ cứng 16T, cho phép hiện tại 192T lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra có thiết bị mở rộng tối đa lên tới 24 khay gắn ổ cứng, cho phép bạn lưu trữ là 384T dữ liệu. Thiết bị có khả năng chạy RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 cho khả năng bảo vệ cái dữ liệu của bên bạn được tốt nhất, hiệu quả nhất. Và thiết bị hiện tại đang có 4GB RAM và có khả năng nâng cấp tối đa là 32GB RAM, cho phép tổng số lượng user lên đến 200 và 300 user tùy theo công ty. Và ngoài ra thiết bị đang có sẵn là 4 cổng LAN, cho phép cộng gột băng thông, giúp cho cái tốc độ mà mình truy xuất vào thiết bị nó sẽ nhanh hơn và cho phép người dùng nó sẽ lag ổn định hơn. Thiết bị hiện tại đang có sẵn tại showroom duy nhất của Signology tại Việt Nam là 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, công ty Enstar Corp. Mời các bạn đến xem qua và tham khảo về thiết bị ạ. Cảm ơn các bạn.